bi kịch đằng sau vụ chồng dùng búa đánh vợ tử vong. Ngày 19 tháng 11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được Giang Văn Mạnh, sinh năm 1976, ngụ xã Cư Ni, huyện Eak, sau 12 giờ truy bắt. Mạnh là đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn E Ninh 1, xã Cư Ni. Nạn nhân đau lòng mà Mạnh ra tay sát hại lại chính là người đầu ấp tay gối với mình, bà Nguyễn Thị Khuyến, sinh năm 1975. Kết quả điều tra xác định vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 11, giữa Mạnh và bà Khuyến đã xảy ra mâu thuẫn và cự cãi nhau. Đỉnh điểm mâu thuẫn dâng cao, bà Khuyến đã gói ghém đồ đạc đòi bỏ về nhà mẹ đẻ nên cả hai đã xảy ra giằng co xô xát. Lúc này quá bực tức nên Mạnh đã lấy một cây búa đóng đinh để sẵn ở góc bếp, đánh một phát chí mạng vào đầu vợ. Bị trúng nhát búa chí tử, bà Khuyến đã ngã gục tại chỗ. Thấy vậy, Mạnh nhanh chóng đóng cửa bếp và chạy ra vườn cà phê lẩn trốn. Sự việc được người nhà phát hiện ngay sau đó nên đã đưa bà Khuyến đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Eak đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của bà. Bên cạnh đó, cơ quan công an đã triển khai lực lượng phong tỏa các ngã đường để truy bắt đối tượng gây án. Tuy nhiên, thời điểm này, lợi dụng lúc trời tối, đối tượng đã lẩn trốn trong vườn cà phê nên rất khó truy bắt. Sau gần 12 giờ truy bắt đến khoảng 5 giờ rạng sáng ngày 19 tháng 11, lực lượng công an đã tóm gọn được tên Mạnh khi đối tượng đang ngủ trong gốc cà phê trong dãy. Sau khi bị bắt tại cơ quan công an, Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trưa cùng ngày, phóng viên đã tìm về nhà nạn nhân để ghi nhận thông tin. Căn nhà nhỏ tuềnh toàng nằm trong dãy vắng chìm, không khí tang thương. Tiếng khóc ai oán bà Nguyễn Thị Tần, 87 tuổi là mẹ Mạnh và hai người con của nạn nhân khiến những người có mặt trong đám tang lòng như thắt lại, ngậm ngùi không cầm được nước mắt. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bà Tần kể lại: "Chiều hôm qua ngày 18 tháng 11, tôi đang nằm trong buồng ngủ thì nghe thấy tiếng cự cãi của vợ chồng Mạnh. Không biết chuyện gì xảy ra, tôi đã đi xuống bếp để xem xét. Ngờ đâu lúc này Mạnh cũng ở dưới bếp đi lên, đóng cửa lại và cầm tay tôi bảo đi trốn. Lúc này tôi giằng lại và mở cửa bếp thì thấy Khuyến đã nằm ở đó. Quá hoảng loạn, tôi đã hô hoán người dân tới cứu thì Mạnh đã bỏ chạy." Theo bà Tần, chồng mất sớm. Năm 1994, bà đã gói ghém đồ đạc dắt díu 7 người con từ Thái Bình vào đất Tây Nguyên sinh sống, hy vọng có thể thay đổi cuộc sống từ miền đất hứa. Khi đến sống ở thôn E Ninh 1, bà Tần một tay lo toan, chu toàn cho 6 người con của mình để yên bề gia thất. Riêng Mạnh là con út nên sống với bà Tần. Đến năm 1997, Mạnh quen và kết hôn với chị Khuyến. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua từng ngày trong hạnh phúc. Thế nhưng oan trái thay, vào năm 2010, sóng gió bắt đầu ập xuống vợ chồng Mạnh. Chị Khuyến hạ sinh người con trai thứ hai là cháu Giang Thiên Bảo. Đau xót thay, khi chào đời cháu đã có những dấu hiệu không bình thường như các đứa trẻ khác. Mặc dù đã lớn nhưng cháu bé bị câm điếc, không ý thức được hành động. Để chạy chữa cho con, vợ chồng chị Khuyến đã gom góp vay mượn tiền bạc để đưa con đến các bệnh viện lớn ở tỉnh thành nhưng vô vọng. Tất cả các bệnh viện đều có chung kết luận cháu bé đã bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Cũng vì chạy chữa cho con, kinh tế của gia đình chị Khuyến đã tụt dốc. Không chỉ vậy, biến cố cũng không ngừng dội xuống khi vào tháng 10 năm 2015, Mạnh bỗng nhiên bắt đầu có những triệu chứng lạ như thường xuyên cáu gắt, chửi bới, đập phá đồ đạc vô căn cứ. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ đã chẩn đoán Mạnh có triệu chứng bị tâm thần phân liệt. Sau một thời gian được đưa đến bệnh viện tâm thần thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều trị, Mạnh có dấu hiệu tiến triển nên được gia đình đưa về nhà để tự điều trị. Cũng từ ngày mắc bệnh, Mạnh đã mất sức lao động. Mọi gánh nặng trong gia đình đều một tay chị Khuyến cáng đáng. Bao vất vả được nhân lên gấp nhiều lần khi lúc này chị vừa phải nuôi mẹ già yếu, thêm chồng và con thơ bị bệnh, thế nên người phụ nữ ấy phải làm thuê đủ mọi việc để trang trải. Nhìn thấy gia đình em khốn khó lại liên tục gặp biến cố nên chị của Mạnh là bà Giang Thị Thép, sinh năm 1964, ngụ xã Cư Ni, đã đưa cháu Giang Thị Thảo Vi, 9 tuổi, là con đầu lòng của vợ chồng Mạnh, về để lo ăn học, mong chia sẻ bớt gánh nặng cho chị. Chị Khuyến phải cố gắng bao vất vả công việc để chu toàn cho gia đình, nhưng cũng xót thương thay, những khi trái gió trở trời, Mạnh thường xuyên nổi cơn co giật. Bên cạnh đó, mỗi khi chuyển bệnh, Mạnh thường xuyên chửi bới vô cớ, đánh đập vợ. Những trận đòn thừa sống thiếu chết xảy ra với chị Khuyến như cơm bữa. Không chỉ đánh đập vợ, đối với người mẹ già yếu, Mạnh cũng không nương tay. Và đỉnh điểm, mái ấm của gia đình chị Khuyến đã kết thúc bằng một bi kịch đau xót. Vợ chết, chồng vướng vào vòng lao lý, để lại mẹ già và hai đứa con nhỏ thơ ngây dại bị bệnh tật. Ôm cháu Giang Thị Thảo Vi vào lòng, trên đôi mắt của bà Tần giàn giụa hai dòng lệ nghẹn ngào nói: "Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, chỉ xót thương các cháu nhỏ, chúng còn quá thơ dại để đón nhận sự việc.
Tôi thì già yếu, mắt đã mờ, mất sức lao động, không biết sẽ nhắm mắt xuôi tay khi nào. Cháu Vi thì còn nhỏ dại, cháu Bảo bị bệnh thiểu năng nên không biết tương lai của chúng sẽ đi về đâu. Nói tới đây bà Tần khóc nghẹn. Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Thế Thạc, trưởng thôn E Ninh 1 cho biết, gia đình nạn nhân nằm trong diện hộ nghèo của xã. Nhiều biến cố liên tục xảy ra khiến gia đình chị Khuyến mãi vẫn không thoát khỏi cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ nhưng cũng có giới hạn. Vụ việc xảy ra là một bi kịch, người dân ai cũng xót thương cho gia đình nạn nhân. Bị 6 người đánh tới, nạn nhân kêu cứu trong tuyệt vọng. Khoảng 18 giờ 25 phút ngày 13 tháng 9 năm 2016, chị Trần Thúy Nga sinh năm 1978, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, đang làm việc một mình tại nhà xưởng quảng cáo của gia đình thì bị các đối tượng gồm 4 nam 2 nữ lao vào đánh tới tấp, khiến chị bất tỉnh và nhập viện quân y 108 cấp cứu. Theo chẩn đoán tại bệnh viện, chị Nga bị chấn động não, chấn thương phần mềm ở nhiều vị trí như vùng cổ, vai, mạng sườn, đầu gối, cẳng chân. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, chị được xuất viện về nhà điều trị nhưng vẫn đau trong người, chưa thể ăn uống và đặc biệt là thường xuyên bị chóng mặt, choáng, nôn ói. Chị Nga vẫn chưa hết sợ hãi, kể lại sau khi bị trận đòn thừa sống thiếu chết vào tối ngày 13 tháng 9. Tôi bị bọn chúng dùng hung khí đánh đã đành, chúng còn dùng nhiều đòn âm khiến tôi bầm tím, đau nhức ở nhiều nơi trên cơ thể. Tôi không ăn uống được, thường xuyên bị choáng. Sau khi hành hung khiến chị nhập viện cấp cứu, nhóm đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tác oai tác quái, thách thức cơ quan chức năng và dư luận địa phương. Theo phản ánh của chị Nga, nhóm người đến hành hung chị tối ngày 13 tháng 9 có bà Phạm Thị Hạnh, hay còn gọi là Hạnh Tèo, sinh năm 1965, trú tại số 265 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, là người trước đó đã lái xe ô tô húc đổ tường nhà xưởng và làm đổ mực in, gây hư hỏng nhà xưởng của gia đình chị. Vụ việc bà Hạnh lái xe gây hư hỏng nhà xưởng của chị Nga đã được ghi vào biên bản tường trình vụ việc. Bản tường trình có sự ký nhận của người chứng kiến vụ việc là chị Nga và bà Hạnh. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, bà Hạnh không những phủi trách nhiệm trong việc lái xe gây hư hỏng nhà xưởng cho người khác, mà còn gọi người đến hành hung bị hại khiến chị này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo chị Nga, khúc mắc nảy sinh từ quá trình chị yêu cầu bà Hạnh phải có trách nhiệm với gia đình chị trong việc làm hư nhà xưởng. Cụ thể, chị Nga yêu cầu bà Hạnh xây lại đoạn tường mà xe của bà Hạnh húc đổ, làm lại cột chống mái nhà xưởng do xe bà Hạnh làm cong và đền 4 thùng mực in với giá 4 triệu đồng. Đến chiều ngày 12 tháng 9, bà Hạnh kêu người đến xây lại đoạn tường mà mình húc đổ nhưng không sửa cột chống mái nhà xưởng và bồi thường 4 thùng mực in vì cho rằng số tiền 4 triệu đồng là quá cao. Chị Nga ấm ức kể, tôi có nói với chị Hạnh nếu cho rằng số tiền mực là quá cao thì có thể đi mua mực rồi gửi lại tôi cũng được và làm lại cột chống nhà xưởng vì sau khi bị xe ô tô húc cong nó gây nguy hiểm cho toàn bộ nhà xưởng. Nhưng bà Hạnh liên tục tỏ thái độ, văng tục, chửi rủa tôi trên điện thoại. Sau nhiều lần điện thoại yêu cầu bà Hạnh thực hiện trách nhiệm với nhà xưởng của mình, chiều ngày 13 tháng 9, bà Hạnh hứa tối cùng ngày sẽ đến xử lý dứt điểm. Đến khoảng 18 giờ 25 phút, bà Hạnh đến nhà xưởng của nhà chị Nga dẫn theo một thanh niên đi cùng. Thay vì nói chuyện xử lý công việc thì thanh niên đi cùng bà Hạnh đã liên tục thượng cẳng tay hạ cẳng chân vào người chị Nga, khiến chị hốt hoảng chạy vào trong xưởng né tránh. Bà Hạnh và thanh niên đi ra ngoài. Vài phút sau đó, nhóm của bà Hạnh quay trở lại gồm 6 người, 2 nữ, 4 nam dùng hung khí thay nhau hành hung chị Nga. Hết đánh chị Nga, nhóm người này lôi chị dưới sàn nhà mặc cho chị kêu gào thảm thiết. Chị Nga hãi hùng kể lại, tất cả họ 6 người lao vào đánh tôi túi bụi. Tôi cố chống trả nhưng không được, họ đông quá và họ cầm đủ thứ vũ khí để đánh đập tôi. Tôi cố gắng chạy vào trong nhà tôi, nhưng họ túm tóc tôi, kéo lê tôi dưới đất và lột áo tôi lấy 2 triệu đồng để trong túi quần. Tiếp đó bọn chúng dùng gậy sắt, ổ khóa chữ U đập vào người, mặt và đầu tôi. Một người phụ nữ mặc váy đen còn kéo đầu tôi kẹp vào háng họ rồi dùng gậy sắt đập vào đầu tôi. Theo chị Nga, mặc dù đuối sức nằm dưới sàn xưởng, nhưng khi nghe bà Hạnh hô hào, chúng mày đâu, giết chết con chó này cho tao, thì cả nhóm tiếp tục dùng gậy sắt, xẻng, công cụ của xưởng, gạch đá ném vào trong nhà và hành hung chị. Chị Nga thuật lại giây phút sinh tử. Người phụ nữ đi giày cao gót, đế vuông, liên tục đạp vào cổ tôi, sau đó người này dùng chân ấn xoáy vào yết hầu của tôi. Cạnh đó một nam thanh niên tung cước vào yết hầu khiến tôi đổ gục bất tỉnh, chúng mới buông tha. Theo chị Nga, vụ việc xảy ra đến nay nhưng vẫn chưa thấy cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, mặc dù gia đình đã có đơn trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Chị mong muốn cơ quan thẩm quyền nhanh chóng điều tra những đối tượng đã hành hung chị vào tối ngày 13 tháng 9. Anh Đặng Trường Sơn, nhân viên công ty cho biết, tối hôm xảy ra vụ việc anh đang nấu cơm ở phía trong thì nghe tiếng chửi nhau ở phía ngoài. Anh chạy ra xem thì thấy chị Nga đang ôm bụng đau đớn.
Trong khi đó, bà Hạnh kêu thêm 4 người nữa đến tiếp tục hành hung chị Nga. Nhìn thấy sự việc, anh Sơn cùng với một nhân viên khác tên Vương lao vào can ngăn thì bị nhóm người này dùng tuyếp sắt, xẻng lao vào đánh. Sợ quá, anh Sơn và anh Vương chạy vào trong xưởng thì bị những người này ném gạch đá vào người. Trao đổi với báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thượng úy Đoàn Bá Thành, đội phó đội cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh các đối tượng, hiện cả hai bên đều có thương tích. Công an quận Long Biên đã ra quyết định phân công giải quyết trình báo tố cáo tội phạm theo quyết định 06. Thượng úy Thành thông tin thêm, sau khi đặt lịch bên bệnh viện, họ hẹn lịch đến ngày 20 tháng 10 có giấy chứng nhận thương tích. Sau khi có đầy đủ tài liệu sẽ giám định để làm căn cứ khởi tố vụ án. Còn theo nhận định sẽ là khởi tố về vụ án.